Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng bản tin 9 giờ 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Chiều ngày 31 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Trùng Khánh tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029 tại trường Mầm non Chí Viễn. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Trùng Khánh. Trường Mầm non Chí Viễn huyện Trùng Khánh được xây dựng từ năm 2002, đã xuống cấp trầm trọng, thiếu phòng học, không có khu vui chơi, không có phòng chức năng, phòng y tế, phòng hiệu bộ. Do vậy, không đảm bảo điều kiện học tập, nhất là vào mùa nắng nóng và mưa bão. Được sự quan tâm của các nhà hảo tâm, các tập đoàn, tổng công ty trên cả nước thông qua Quỹ vì người nghèo tỉnh, Quỹ xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh, nhà trường đã được hỗ trợ với tổng kinh phí đầu tư trên 5,4 tỷ đồng để xây dựng nhà lớp học 3 tầng với tổng diện tích sàn trên 800m2. Sau 9 tháng thi công, công trình đã hoàn thiện và được bố trí thành các phòng học đa năng, phòng y tế, phòng văn thư, phòng họp, đáp ứng nhu cầu học tập vui chơi giải trí cho các em học sinh, tạo môi trường học tập khang trang sạch đẹp, góp phần đưa tiêu chí giáo dục và đào tạo đạt theo tiêu chuẩn nông thôn mới. Công trình được hoàn thiện đúng vào dịp tháng 5 lịch sử với nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc biệt việc đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi với những công trình phần việc thiết thực ý nghĩa, lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Cao Bằng, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Nhân dịp này, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Trùng Khánh trao tặng các phần quà cho nhà trường và các cháu để vui Tết thiếu nhi. Ngày 31 tháng 5 tại khu lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Dông, Đảng bộ Trường Trung học Phổ thông thành phố Cao Bằng và chi bộ Trường Trung học Phổ thông Cao Bình tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 8 học sinh ưu tú của hai trường. Đây là 8 học sinh lớp 12, trong đó có 6 học sinh tiêu biểu của Đảng bộ Trường Trung học Phổ thông thành phố và 2 học sinh tiêu biểu của Trường Trung học Phổ thông Cao Bình. Các em đều là những học sinh tiêu biểu trong học tập, là cán bộ đoàn, hội tích cực của trường. Sau khi hoàn thành khóa học tại lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng dành cho đoàn viên là học sinh trung học phổ thông tiêu biểu xuất sắc vào tháng 10 năm 2023, đã trải qua quá trình dài thử thách trước khi được đứng trong hàng ngũ của đảng. Tại buổi lễ, trước cờ Tổ quốc, các bí thư chi bộ đã nêu rõ quyền nghĩa vụ của đảng viên dự bị, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các đảng viên chính thức của các chi bộ tiếp tục giúp đỡ đảng viên dự bị. Việc kết nạp đảng viên là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường của các trường trung học phổ thông có ý nghĩa truyền cảm hứng, động lực lớn lao cho những thế hệ học sinh tiếp theo rèn luyện, trưởng thành, phát huy vai trò năng lực của bản thân. Sáng ngày 31 tháng 5, Sở Công Thương tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi ảnh Tôi tin dùng hàng Việt trên địa bàn tỉnh năm 2024. Tham dự có đại diện Ban Dân vận tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Cuộc thi ảnh Tôi tin dùng hàng Việt Nam năm 2024 do Sở Công Thương tổ chức từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 9 tháng 4 năm 2024. Sau gần 3 tháng phát động, cuộc thi nhận được trên 200 ảnh của 83 cá nhân, một tập thể tham gia. Trong đó 157 ảnh đáp ứng đủ điều kiện dự thi thuộc các chủ đề, giới thiệu các sản phẩm đặc sản đặc trưng của tỉnh chiếm 66,7%. Giới thiệu quy trình sản xuất nghề truyền thống chiếm 11,7%, sự lựa chọn tin dùng hàng Việt chiếm 21,6%. Ảnh dự thi được đăng tải công khai lên trang fanpage Facebook Sở Công Thương Cao Bằng để đông đảo người dân tham gia bình chọn trong 30 ngày, từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5 năm 2024. Kết quả, vòng 1 có 30 tác phẩm có số điểm bình chọn cao nhất lọt vào vòng 2. Ban giám khảo chấm điểm vòng 2 và lựa chọn 16 tác phẩm có tổng điểm cao để xếp hạng và trao giải theo thể lệ. Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích được trao cho các tác giả có tác phẩm ảnh chất lượng. Cuộc thi ảnh Tôi tin dùng hàng Việt là hình thức đổi mới tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, giới thiệu quảng bá đồng hành cùng các doanh nghiệp, nhà sản xuất trong nước, cổ vũ phong trào truyền thống thương mại, sản phẩm Việt, phát triển các sản phẩm ô cốp, đặc thù của tỉnh và tạo sân chơi lan tỏa sự tích cực trong tiêu dùng hàng Việt, góp phần nâng cao ý thức của người dân, niềm tự hào đối với hàng Việt.
Ngày 1 tháng 6, Hội đồng Nhân dân huyện Thạch An tổ chức kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp đã thông qua tờ trình về việc xem xét điều chỉnh bổ sung một số nội dung nghị quyết số 19 ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân huyện Thạch An về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024. Nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân huyện, hội nghị cũng thông qua tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện, tờ trình đề nghị bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện, tờ trình đề nghị miễn nhiệm Phó trưởng ban Ban Kinh tế Xã hội và tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Phó trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện. Hội nghị thảo luận cho ý kiến đối với tờ trình bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ và biểu quyết nhất trí 100% thông qua các nghị quyết. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý trong nước quốc tế. Chiều qua, mùng 1 tháng 6 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chứng kiến lễ ký kết hợp đồng cấp tín dụng dự án thành phần 3, các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 là dự án quan trọng đặc biệt cấp quốc gia, có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam với quy mô đầu tư một đường cất hạ cánh và một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách một năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa một năm. Dự kiến sau khi hoàn thành tất cả các giai đoạn, cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ đạt công suất lên đến 100 triệu hành khách một năm và trở thành sân bay lớn nhất Việt Nam trong tương lai, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực. Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến sẽ đóng góp vào quy mô GDP Việt Nam năm 2030 khoảng 0,98%, tạo ra 200.000 việc làm và có ý nghĩa lan tỏa tới tổng thể kinh tế xã hội Việt Nam. Việc ba ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, BIDV thu xếp thành công khoản vay 1,8 tỷ USD, hơn 45.000 tỷ đồng cho ACV để thực hiện đầu tư xây dựng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, dự án thành phần 3 có ý nghĩa rất lớn, cho thấy nội lực, bản lĩnh của doanh nghiệp Việt Nam không thua kém các tổ chức quốc tế. Thay mặt chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương nỗ lực tích cực của các ngân hàng đã nhanh chóng giúp thu xếp được số tiền tài trợ lớn 1,8 tỷ USD để hỗ trợ kịp thời cho chủ đầu tư ACV thực hiện ký kết các hợp đồng thi công với nhà thầu đáp ứng tiến độ triển khai. Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các đồng chí tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy hơn nữa quyết tâm, chỉ bàn làm, không bàn lùi, đã nói là làm đi đôi với nói đi đôi với làm, để đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cao chất lượng hoàn thành các công trình hạng mục của dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, đáp ứng và vượt các mục tiêu chỉ tiêu đề ra. Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư ACV và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục phối hợp đồng hành cùng các ngân hàng hợp vốn triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, đáp ứng cam kết vay vốn, giải ngân hiệu quả, đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Trong đó đặc biệt lưu ý khớp nối tiến độ, thời gian hoàn thành các gói thầu còn lại để tránh xung đột, giao cắt trong quá trình thi công, bảo đảm tính liên kết và tiến độ cả dự án. Sớm nghiên cứu đề xuất phương án triển khai công tác chuẩn bị phục vụ thi công giai đoạn 2 để không làm ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của giai đoạn 1 trên cơ sở điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án giai đoạn 1. Đề nghị các ngân hàng tiếp tục nghiên cứu tham gia thu xếp vốn cho các dự án quan trọng quốc gia, khuyến khích nhà đầu tư trong nước phát huy tinh thần chủ động, nâng cao tính tự chủ và năng lực nội sinh trong hợp tác đầu tư phát triển. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm tổng điều phối thực hiện kỷ cương, kỷ luật trong cập nhật, theo dõi tiến độ, kết nối toàn bộ các dự án thành phần. Yêu cầu tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng để hoàn thành bàn giao mặt bằng. Tăng cường làm việc trực tiếp với người dân, thực hiện công tác dân vận để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, vận dụng linh hoạt, hiệu quả các quy định của pháp luật để giải quyết các khiếu nại, kiến nghị. Theo Bộ Tài chính, trong 3 năm từ năm 2021 đến năm 2023, tổng số các tổ chức cá nhân kinh doanh thương mại điện tử đưa vào diện rà soát là 31.570 trường hợp. Bộ Tài chính cho biết, khi thực hiện live stream bán hàng trên mạng, tức là hoạt động này đã phát sinh doanh thu, có thể phát sinh thu nhập.
khi đã phát sinh doanh thu và thu nhập thì phải chịu sự điều chỉnh của các luật thuế, sắc thuế, cũng như chịu sự quản lý giám sát của cơ quan thuế. Thông qua việc tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, ngành thuế đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, bao gồm cả công tác quản lý thuế đối với hình thức live stream bán hàng. Số liệu quản lý thuế trong 2 năm gần nhất đã ghi nhận kết quả thu thuế từ các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Năm 2022, doanh thu quản lý thuế là 3,1 triệu tỷ đồng, với số thuế đã nộp là 83.000 tỷ đồng. Năm 2023, doanh thu quản lý là 3,5 triệu tỷ đồng, số thuế đã nộp là 97.000 tỷ đồng. Ngoài ra, kết quả thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm lũy kế trong 3 năm 2021, 2022 và năm 2023, tổng số các tổ chức cá nhân kinh doanh thương mại điện tử đưa vào diện rà soát là 31.570, doanh nghiệp là 6.257, cá nhân là 25.313. Tại đây, tổng số các trường hợp đã xử lý kê khai nộp thuế, truy thu thuế, xử lý vi phạm là 22.159 cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp là 543, cá nhân là 21.616, với số thuế tăng thêm là 2.900 tỷ đồng. Bộ Tài chính cho biết, trong thời kỳ phát triển nền kinh tế số, kinh doanh thương mại điện tử trở nên phổ biến với các hình thức ngày càng đa dạng, ngành thuế đã đưa ra nhiều giải pháp để tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Bắt đầu từ hôm ngày 1 tháng 6, 5 quận nội thành của Hà Nội sẽ lần lượt tổ chức thí điểm phân loại chất thải rắn tại nguồn. Hoạt động này nằm trong lộ trình thực hiện luật bảo vệ môi trường, dự kiến triển khai đồng bộ vào ngày 1 tháng 1 năm 2026. Bắt đầu từ việc tuyên truyền hướng dẫn người dân về cách phân loại rác, xây dựng kế hoạch phương án thu gom và lựa chọn địa điểm để tiếp nhận đối với rác cồng kềnh, rác nguy hại. Phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng là nơi triển khai sớm nhất trong đợt thí điểm này. Hiện nhiều phường ở Hà Nội có mật độ dân cư đông đúc, hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, ổn định. Vì vậy, để lựa chọn được một điểm tập kết đối với rác cồng kềnh là không dễ dàng. Mỗi phường có một điểm thu gom chất thải cồng kềnh, người dân có thể gọi điện cho đơn vị thu gom hoặc chủ động mang rác thải cồng kềnh đến. Tại phường Giảng Võ, điểm tiếp nhận rác thải cồng kềnh được mở cửa từ 16:30 thứ Sáu đến hết ngày thứ Bảy. Rác sẽ được đơn vị thu gom mang đến xử lý tại cầu Diễn. Chuyển sang tin quốc tế, một tỷ lệ phần trăm cao chưa từng có, các doanh nghiệp Nhật Bản đã tăng lương cơ bản trong năm nay trong bối cảnh lạm phát và tình trạng thiếu lao động dài dẳng. Khoảng 70% trong số 544 những doanh nghiệp được hỏi đã nhận được yêu cầu tăng lương cơ bản từ các nghiệp đoàn. Trong số họ, 94,1% đã tăng lương cơ bản trong năm 2024 so với con số 87,9% trong năm 2023. Về số tiền, mức tăng trung bình là 13.594 yên, 86,24 USD một tháng, tăng 75% so với năm 2023. Lương cơ bản tăng cũng kéo theo tiền thưởng và tiền trợ cấp tăng, khi các khoản này được tính dựa trên lương cơ bản. Việc tăng lương như vậy sẽ khiến các doanh nghiệp chịu chi phí nhân công cao trong dài hạn. Các doanh nghiệp Nhật Bản đã duy trì mức lương cơ bản gần như ổn định trong giai đoạn nền kinh tế rơi vào giảm phát. Nhưng khi lạm phát tăng, việc tăng lương cơ bản được cho là sẽ quyết định đối với việc tăng lương thực tế. Mức tăng lương trung bình bao gồm tăng lương cơ bản và tăng lương theo thâm niên, tăng 1,61 điểm phần trăm trong năm nay lên 5,67% trong số 360 doanh nghiệp với số liệu so sánh của năm ngoái. Mức tăng trên là mạnh nhất kể từ năm 1990 và là năm tăng thứ 3 liên tiếp. Bản tin 9h10 sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.